Chắc quý vị khán giả cũng biết là Mai Phương với lại Phùng Ngọc Huy cũng có chung một bé là bé La Vi. Thì hiện tại thì là Phùng Ngọc Huy thì đang ở Mỹ. Thì sau khi mà Mai Phương mất thì em cũng có thể tiết lộ cho khán giả biết là bé La Vi bây giờ là ai là người chăm sóc. Bé La Vi hiện tại là được hai cô bảo mẫu là hai bé Mi, hai chị em sinh đôi cũng đang chăm sóc cho bé La Vi rất là tốt. Hằng ngày, hàng tuần em có nói chuyện với con hay như thế nào không? Có. Thì cái đợt lúc mà bé La Vi đi học thì cuối tuần em mới nói chuyện được. Nhưng mà cái chi phí mà lo cho con thì là ai là người sẽ lo cái đó cho? Em lo. Em là hiện tại đang lo. Rồi em có kế hoạch là khi nào sẽ đưa La Vi qua Mỹ hay như thế nào? Thì em cũng hy vọng thời gian sắp tới đây em có được một sự may mắn em có thể về Việt Nam được. Thì em sẽ, hai cha con sẽ qua Mỹ. Và cái ước mơ của em là em vẫn muốn La Vi ở Mỹ với em. Khi mà em vừa đặt chân qua Mỹ này nè, em ở Việt Nam đúng không? Thời điểm đó chị thấy em đang cũng rất là nổi tiếng luôn. Khi em bước qua đây em có cảm giác một cái hụt hẫng hay bị một cái sốc gì không? Chế với không? Sốc gì? Cái sốc nó nổi mà em không dám coi Facebook luôn. Tại vì có Facebook á, mình nhìn thấy là mọi người đi hát hoạt động Mỹ, hoạt động nghệ thuật trời, nhưng mình đây thì mình làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Rồi có nhiều lúc á, cái thời gian đầu em qua đây á, mình đâu có chạy xe được đâu. Là mình phải đi em có xuống dưới San Jose em làm bán mỹ phẩm á, là chạy xe đạp. Ủa, đi xe đạp luôn hả? Đi xe đạp. Trời ơi, từ một cái người nghệ sĩ nổi tiếng miền Nam đi xe hơi rồi đó mà bước qua Mỹ đi xe đạp luôn mọi người. Cái thời điểm đó là mùa đông nữa, tháng 11 em nhớ luôn mà. Là coi như là em chạy xe đạp mà từ chỗ mà em thuê phòng ở đó ra chỗ làm khoảng 15 phút, 20 phút. Chỗ đạp xe đạp mà chỉ biết hồi xưa đó mình đi lấy cái bao tay mà từ Việt Nam qua nó có gì nè, nó chưa nó nói nhiều đó là không đủ lạnh. Đúng rồi. Phải chạy khoảng chừng 5 phút á, xong cái mình ngồi dừng xe đạp lại cái mình ngồi cho nó ấm lại. Thời điểm đó em thấy nói chung là nó rất là, nói chung là cực, nhưng mà cũng vì cái những điều đó thì em mới thấy là em trân trọng cuộc sống nha. Còn ở Việt Nam thì em bị cuộc sống là em lệ thuộc vào ba mẹ quá nhiều. Là giống như con công tử đó phải không? Là, đó là gia đình em là rất khá giả đúng không? Không phải khá giả chị, nhưng mà thì mình nghĩ là khi mà mình có chuyện gì thì cũng có ba mẹ. Nên mình không có, dù giờ mình không đi làm vậy, mình thì ở nhà và cũng có ba mẹ ở nhà cho mình ăn cơm ngày ba bữa, sống qua ngày khỏe, cũng không có tốn tiền phòng ở nhà có. Rồi thì qua đây nói giờ mình phải cố gắng làm sao, tại vì ở đây mình ở mình mình phải làm mọi thứ làm sao mình phải trang trải cuộc sống hàng ngày của mình. Và mỗi ngày mình phải làm như thế nào để cho nó, thứ nhất là mình hồi xưa là chỉ biết em ở Việt Nam là em hay tính, em hay thích nhậu. Ở đây đâu cũng đâu dám nhậu đâu, nhưng mà nhậu là khi mà có chuyện gì bệnh gì đó đâu ai lo đâu, rồi công việc nó trễ nải rồi bắt đầu mình nghĩ ra mình bắt đầu phải làm cái này làm cái này, mọi thứ cuộc sống ngày tốt đẹp hơn. Nên bắt đầu trong đầu mình nghĩ ra nó sẽ có những cái tư duy nó mới mẻ hơn. Tự nhiên là mình cảm thấy mình trưởng thành hơn. Đúng rồi, trưởng thành hơn. Trưởng thành. Và khi mà qua đây thì mình cũng không có còn gọi là cái suy nghĩ mình là một nghệ sĩ, mình một nghệ sĩ nổi tiếng nữa. Bây giờ mình phải bắt đầu, bây giờ mình phải từ từ, mình phải đừng trong đầu nó nghĩ mình là nghệ sĩ để mình đi làm cho nó dễ. Chứ giờ nghĩ đi, ngồi trong bán văn phòng bán về mỹ phẩm một ngày 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình nghĩ, ủa giờ tôi nghệ sĩ vô làm được, sẽ không được. Trời, thời gian đầu em mệt lắm. Em phải mất khoảng chừng một năm rồi em mới bình thường và mới hòa nhập được cái cuộc sống này. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ em cảm thấy là em hài lòng hay em ổn định không? Cũng hài lòng rồi. Quen dần rồi thì mình cũng bắt đầu mình cũng hiểu được là cuộc sống Mỹ như thế nào. Dạ. Thì mình tất cả là phải tự lập hết. Mình tự lập, cố gắng thôi. Chị nói đúng á, nó rèn luyện cho chúng ta càng ngày càng trưởng thành hơn. Mình không còn mà lúc Việt Nam hay lóc chóc mình nói đi chỗ này kia. Nói chung ở Việt Nam á là mình ở trong cái trạng thái là mình là một người có tên tuổi nữa. Đúng rồi. Cũng ảo tưởng về mình. Đúng rồi. Là mình cho mình cái quyền nhiều thứ nữa. Đúng rồi. Nhưng mà qua đây là khi mà đến cái vùng đất của xứ người rồi thì đúng tất rồi. Cả mọi thứ đều phải tự lập nha. Từ đi giặt,
quần đúng áo rồi, quét dọn cho tới tất cả mọi thứ là mình phải đều tự túc hết, mình tự làm hết, đâm thành là trưởng thành. Và ngay cả cái vấn đề vậy biết làm sao không? Ngay cả vấn đề mà em làm gì cũng phải tự làm á, nhiều setup âm thanh ánh sáng rồi làm cái livestream đó là em là tự làm luôn, tự đầu nghĩ mình setup hết. Ồ, rồi xong ha. Rồi dụ như cái chỗ mà em thuê á là cửa nẻo điện nước đồ hư đồ mình phải tự làm, chứ tiền đâu muốn nợ mình tự lo hết luôn, tự lo thì kể cả mấy cái tủ kệ đó là em vô IKEA mua về em sắp luôn phải không? Rất là hay. Thì mình coi trên YouTube bây giờ hướng dẫn mình chỉ mình làm gì làm đó. Cái hồi trước đó là Phùng Ngọc Huy á là cái cơ duyên nào đến với nghệ thuật, nghe nói hồi đó em đã từng là cái người đi học ngành y gì rồi đúng không? Đúng mà rồi. Tại sao là đẩy đường xong mà qua tới con đường ca hát vậy? Lúc nhỏ là em đã thích hát rồi. À. Lúc nhỏ là thích được nổi tiếng rồi xong rồi ba em nói là cứ mỗi lần ba em thấy em coi ca nhạc là tắt TV. Trời vậy hả? Bắt đầu học bài. Rồi chứ biết làm sao, sau này thì cũng đi đăng ký học ngành y nhưng mà sau đó là cái mình thi cái điểm nó không được cao. Nó mới vô gọi là học về cái ngành mà đông y. Thì cũng vô đông y nhưng mà nói chung là không biết sao mà vô trong trường á, mấy cô cứ bắt là đứng cầm sản phẩm chụp hình cho trường hoài à. Rồi xong rồi cũng đi tham gia những chương trình văn nghệ rồi làm thời trang á. Nó có cái cốt cách nghệ sĩ hết rồi đúng đó. Đúng rồi, xong rồi lúc mà hát ở trong trường học rồi có một người bạn nói Huy thôi giờ anh cũng hay hát đám cưới nè, đi hát đám cưới không? Đi luôn. Rồi đầu đi, tôi đám cưới, rồi đầu mới hát thử một tháng. Rồi xong sau đó là cái show đầu tiên của em nhớ luôn là được 30.000. 30.000. Nói chung lúc đầu hát cũng phô lum á chị, rồi cũng may mắn là khi mà đi được hát 30.000 là giỏi rồi. Cũng đi hát rồi xong rồi gặp anh này rồi anh chị nói Huy em thay đổi cách hát đi, chữ bị hát bị đớt. Đó thì bắt đầu tập từ từ nói chung là em tự rèn luyện bản thân là chính. Có nhiều người thì người ta có khả năng nhưng mà cái bạn nói thật rồi em mà không có gì em không có gì nè, nhưng mà khi em vô con đường ca hát em đi hát đám cưới em được 30.000 rồi bắt đầu từ cái đó là cái mấu chốt bắt đầu em bắt đầu phát triển với cái nghệ thuật của mình. Đúng rồi, em dẹp luôn ngành y luôn. Dạ không, mà em lấy bằng đúng rồi, em đưa ba cho em rồi cho em mời em mới đi. Dạ bắt đầu em ở học đó mấy năm? Học 4 năm. 4 năm vậy là chứng tỏ gì em cũng có nghề không quên hết trơn, tại vì trong đầu em nói chung là cũng hơi ẩu. Bây giờ mà chỉ biết mà làm về ngành y là mình mà không mà mình ẩu là ảnh hưởng tính mạng người khác. Nói thôi ba con thì tính con ẩu lắm, thôi con không chịu đâu, con lấy bằng cho ba đó rồi xong rồi đi hát. Nhưng mà gia đình hình như cũng có làm ngành y đúng không? Đúng rồi, toàn bộ làm ngành y. Thì cái hoàn cảnh của em nó rất là giống Thúy Nga, ở chỗ là Thúy Nga là mẹ cũng làm bác sĩ nên là cả cái gia đình là khao khát cái đứa con gái này cũng phải theo ngành y. Nga cũng chiều đó, cũng đi vô trường y thi đồ đàng hoàng như đúng rồi vậy đó, xong thi xong trốn qua trường nghệ thuật thi tiếp. Rồi dạ. Xong rồi bên y rớt thì là mình qua bên kia bắt đầu mình dụ dỗ gia đình cho mình học trường đó. Trời ơi, vậy là em mới chỉ là cùng cảnh ngộ đó. Cùng cảnh ngộ đó, tới ngày hôm nay nè, vì mẹ chị vẫn nói con bé Nguyệt Cát là phải học ngành y. Chị thì chị không có gieo cho nó cái gì hết trơn, chị nói con thích cái gì con làm mà con đừng làm tầm bậy bà là mẹ vui. Cát dễ thương mà. Nhưng mà khi mà em bắt đầu em theo cái con đường ca hát á thì là em đi học đàng hoàng hay là do một cái sự may mắn em trúng một bài nào hay là hay như sao? Chung là em đi hát rồi thì có những nhạc sĩ gửi bài cho em. Rồi xong rồi cái cơ duyên của em á là em ngưng hát thời gian. Tại em thấy em chán quá. Làm mà nó cũng lình bình. Lình bình hoài, cái em ngưng hát thời gian, tự nhiên xong đang ngủ cà phê có ông anh nói thôi đi đi casting phim. Là casting cái phim đầu tiên là phim Nữ Sinh của đạo diễn Xuân Phước đó. Đó là vô không có biết diễn cái gì luôn. Do anh Xuân Phước nói cái mặt của Huy hợp với vai Phán Củi rồi cho quay. Từ đó bộ phim đó xong rồi mới làm hợp tác cho công ty Lasta. Rồi xong những phim nào của Lasta là đều kêu em. Vậy là cuối cùng em đi ca hát mà em trúng phim. Trúng phim. Cái em mọi người biết đến là cái vai Quốc trong phim Cổng Mặt Trời mà. Cuối đó. Cùng là đi phim là đi thành phim. Nổi tiếng. Đúng rồi, đi phim được mọi người chú ý đến rồi từ bộ phim đó mới biết là Phùng Huy là ai. Rồi sau đó là mình nhảy qua mình hát lại nữa. Hát lại đó. Lúc mà em theo con đường nghệ thuật á thì là ba mẹ là từ trước đã không thích rồi. Đúng nhưng rồi. Mà trong cái quá trình mà em học cái ngành y xong đúng không? Em đi theo con đường nghệ thuật á thì em có bị gia đình cản trở. Trời ơi, vậy ba em nói á là mày đi hát mày đi ra khỏi nhà. Xách giỏ ra khỏi nhà luôn. Đi luôn. Rồi xong rồi em đi khoảng chừng mấy tháng rồi khi đó ba em thấy em là hát một chương trình trực tiếp
của Đài Vĩnh Long là ba em ngồi coi luôn, xong ba mới ủng hộ em luôn. Nhưng mà trong cái quá trình em theo con đường ca hát á và con đường điện ảnh đúng không, thì giống như là mình cũng có sự nổi tiếng, thì em có thấy cảm thấy là em mệt mỏi? Lúc đầu tiên thì em cũng mình cũng máu lắm, như kiểu mình cũng cạnh tranh, là mình cũng hơn thua lắm. Nhưng mà sau đó thì mình nhìn lại thì mình tại xong một bộ phim rồi, xong một cái chỗ điểm hát rồi mình hơn thua, rồi xong một cái bộ phim mình cũng đóng, mình cũng chứng tỏ mình hơn nha. Nhưng mà sau kết thúc bộ phim đó thì cái sự may mắn đến một người nó lạ lắm chị. Mình người ta có một cái ngôi sao riêng. Đúng rồi. Thì mình cố gắng mà mình làm sao mình hơn người ta, mà cuối cùng ra mà mình lúc mà mình không kiểm soát được, mình lại diễn nó over cái ra khán giả người ta coi, người ta thích người khác cũng vậy. Đó. Nên cái em nói thôi mình cố gắng mình làm gì. Giống như em bị một cái nha chị, là bản thân em bị luôn nè. Giống như là khi một người ca sĩ đó trên khấu hát, em ngồi ở đây nè, dù hát em trước đó hát bị quên lời hay hát gì á, em ngồi đây em cười cười là em lên em y chang luôn. Giống như cười là ra cái là mình bị. Dạ, giống như là ông tổ phạt vậy đó, cười ra vậy. Nên lúc mà bị trước khi mà người ca sĩ mà hát trước em là sao á, là em đi ra ngoài em chơi. Đi ngoài xong mình kêu hát, dạ, mình như mình không nghe mình vậy không đó. Không nghe, không biết vậy đó. Mình chỉ biết bản thân mình vậy thôi. Em là cũng thuộc dạng sống bản năng á. Dạ. Chính vì những cái bản năng của mình á, nó sẽ cho mình cuộc đời mình nhiều cái thăng trầm lắm, biết không? Em biết. Tại vì mình không có toan tính trước á. Trong cái tương lai dự định sắp tới thì Phùng Ngọc Huy có một cái kế hoạch gì là mình sẽ phát triển cái gì hơn đúng không? Hay là mình cũng chỉ ở trong cái mô hình buôn bán như thế này, và mình có một cái dự tính gì cho nghệ thuật không? Có, thì vấn đề nghệ thuật của em thì em vẫn cho ra những sản phẩm âm nhạc. Rồi bên cạnh đó thì thời điểm này thì hát hò cũng hơi khó khăn. Nhưng cũng may mắn cũng được một công việc là bán đồ ăn online nè. Thì nó cũng đủ cho em trang trải cuộc sống hàng ngày của em. Và cũng đủ lo cho những người ở xung quanh. Nên cũng thấy cũng điều may mắn với em cho thời điểm này. Nhưng mà Phùng Huy đã mở cái buôn bán live stream này là được bao nhiêu lâu rồi ta? Em mở là nếu tính ở thời điểm này đã mở được 3 tháng. Ở đây thôi, dạ, trước đó là chị đã thấy live, dạ, nhưng mà mình làm chung với người làm ta. Làm chung, dạ, như một người bạn là cũng đợi hơn 1 năm rồi. Nhưng mà em mới làm riêng đây được 3 tháng thôi. Nói chung là trong Covid vừa rồi á, thì nó cũng có may mắn cho em là có một công việc mới. Thật sự mà em không nghĩ mà em bán đồ ăn online này em không biết làm gì luôn. Cũng chúc mừng cho em và cũng mong cho em được phát triển cái mô hình này nó càng ngày càng mạnh mẽ và dạ, buôn bán càng ngày càng đắt khách ha. Cảm ơn chị. Bây giờ hiện tại thì Thúy Nga thấy là Huy cũng còn trẻ nè, còn đẹp trai nè, vẫn còn sức hút nè. Thì Huy có một cái dự tính gì cho mình sắp tới là lập gia đình như nào không? Tại vì hiện tại là chị biết mà, khi mà mình đang tập trung vô một vấn đề gì đó thì mình cũng không, em cũng không suy nghĩ một vấn đề khác. Thì mình hiện tại vậy biết nè, em cũng đâu có, ngoài bán đồ ăn thì cũng đâu có bạn bè được nhiều đâu. Em cũng bán đồ ăn xong cũng về nhà, em cũng coi YouTube để mình làm edit YouTube rồi quay, tự quay, tự edit. Dạ. Nên cũng không có để ý những cái chuyện mà về chuyện cảm lắm. Chắc là quý vị khán giả cũng biết là Mai Phương với lại Phùng Ngọc Huy cũng có chung một bé là bé La Vi. Thì hiện tại thì là Phùng Ngọc Huy thì đang ở Mỹ. Thì sau khi mà Mai Phương mất thì em cũng có thể tiết lộ cho khán giả biết là bé La Vi bây giờ là ai, là người chăm sóc. Bé La Vi hiện tại là được hai cô bảo mẫu, là hai bé My, hai chị em sinh đôi. Cũng đang chăm sóc cho bé La Vi rất là tốt. Và hàng ngày, hàng tuần em có nói chuyện với con hay như thế nào không? Có. Thì cái đợt lúc mà bé La Vi đi học thì cuối tuần em mới nói chuyện được. Nhưng mà cái chi phí mà lo cho con thì là ai là người sẽ lo cái đó cho? Em lo. Em là hiện tại đang lo. Ừ. Rồi em có kế hoạch là khi nào sẽ đưa La Vi qua Mỹ hay như thế nào? Thì em cũng hy vọng thời gian sắp tới đây em có được một sự may mắn, em có thể về Việt Nam được. Thì em sẽ, hai cha con sẽ qua Mỹ. Và cái ước mơ của em là em vẫn muốn La Vi ở Mỹ với em. Nên em muốn tập trung công việc để mình kiếm tiền hàng ngày, hàng tháng, rồi sau đó để mình lo cho bé, rồi cuối cùng hy vọng là mình sớm có được mọi thứ để mình đi về Việt Nam, để mình được về Việt Nam để mình lo cho bé, rồi hai cha con qua Mỹ này tiếp tục, thì phải lo lắng cho bé thì chở đi học, thì em cũng cảm giác cũng thích chở đi học.
Rồi. Không, chở đi là biết ha. Thì... cứ nói thích chở đi học không, thì sáng sớm mở mắt ra là phải lo cho con rồi đó. Thì biết, thì em bất cũng vả lắm em cũng thích được. Cái em cũng muốn sự vất vả đó. Thì hôm nay là cảm ơn Phùng Ngọc Huy đã chia sẻ cho khán giả và cho Thúy Nga nghe về cái cuộc sống của em ở tại Mỹ và cái dự kiến tương lai của em. Thì nghe qua câu chuyện thì chị cũng rất là mong em có một cái cuộc sống hạnh phúc như ý, và cái điều quan trọng là em sẽ được đoàn tụ bên con gái của mình và để lo cho cái tương lai của con mình, đó cũng là một cái rất là quan trọng. Và chị cũng mong bắt đầu từ đây thì em sẽ gặp nhiều cái điều may mắn và có nhiều cái thành công trong cái cuộc đời mới của mình ha. Yeah.